Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Buôn Ma Thuột cho biết đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt hành chính đối với 16 cơ sở vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh dược phẩm với số tiền trên 40 triệu đồng. Các vi phạm thường thấy là hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hạn sử dụng, nhãn mác hàng hóa, niêm yết giá hàng hóa, kết nối dữ liệu quốc gia về dược, giấy chứng nhận cập nhật thông tin về dược, các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định của Bộ Y tế.